Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Casino. Casino hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cái máy bay. Ê, mình mới mua trị giá 450. Đây là chiếc máy bay, còn đây là chiếc ấy cục sạc và đây là chiếc remote của máy bay. Bây giờ mình sẽ đây là cái cổng để cắm sạc máy bay và đây là công tắc của máy bay. Mình sẽ bật công tắc, khi bật công tắc đèn sẽ sáng và mình bật cái điều khiển. Đây là cái ga, đây là ga của máy bay và đây là trái phải lên xuống máy bay. Bây giờ mình sẽ bay thử cho các bạn. Máy bay của mình sẽ đi nhanh, nó không thể nào bay được. Xin chào tạm biệt các bạn, hãy đăng ký và like cho mình để xem nhiều video khác. Xin chào tạm biệt các bạn.